cuốn mà cuốn bây giờ phải chậm khác như là sắp chui rồi đấy một bình một tần là lại cùng lại còn một hám là lại đi mà cứ đường sạch đó mà sạch những cái này là bà. Đưa như là sách bán ấy, con nhông bà lái.